Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn các thông tin mới nhất. Lũ lớn kỷ lục càn quét Nam Phi, hơn 300 người chết. Trận lũ lớn nhất trong 6 thập kỷ tàn phá thành phố cảng Durban của Nam Phi khiến ít nhất 306 người thiệt mạng. Theo thống kê của AFP, đây là trận mưa lũ gây thiệt hại lớn nhất về người từ trước tới nay tại Nam Phi khi nước lũ cuốn trôi đường xá, gây sạt lở các ngọn đồi và phá hủy nhiều nhà cửa ở thành phố Durban thuộc đô thị tự quản Tewkwindi, tỉnh KwaZulu-Natal, bờ đông quốc gia châu Phi. Chúng tôi được thông báo rằng số người chết do thảm họa lũ lụt ở tỉnh đã lên tới 306 người. Nonala Novodu, phát ngôn viên của Sở Quản lý Thiên tai tỉnh KwaZulu-Natal cho biết, cơ quan này cho biết đây là một trong những khoảnh khắc đen tối nhất lịch sử của tỉnh. Người dân tìm kiếm tài sản từ những ngôi nhà bị phá hủy ở thành phố cảng Durban sau lũ lụt và sạt lở đất. Giới chức tỉnh KwaZulu-Natal cho hay trận lũ lụt lớn nhất trong 6 thập kỷ ở Nam Phi có sức tàn phá chưa từng có, gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la Mỹ về tài sản và cơ sở hạ tầng. Những cây cầu bị sập, đường xá bị cuốn trôi, nhiều người đã chết, một thảm họa thật thê thảm. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu trước cộng đồng địa phương sau khi kiểm tra thiệt hại do lũ lụt. Đợt lũ lụt xảy ra khi một khối áp thấp tiếp xúc với khí hậu nóng ẩm ở miền đông Nam Phi gây ra đợt mưa lớn. Một số khu vực ở tỉnh KwaZulu-Natal đã hứng chịu lượng mưa hơn 450mm trong 48 giờ qua, gần một nửa lượng mưa hàng năm tại Durban. Dipu Tharwana, quan chức cơ quan thời tiết quốc gia Nam Phi cho biết. Mưa lớn liên tục làm ngập một số khu vực, nhấn chìm đường cao tốc, tàn phá cơ sở hạ tầng trên toàn thành phố. Tuyến đường sắt trên toàn tỉnh cũng tê liệt do các trận lở đất. Ước tính hơn 6.000 ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt. Tổng thống Ramaphosa khẳng định nỗ lực tìm kiếm những người mất tích vẫn được tiến hành và cam kết sẽ dốc hết sức ứng phó với thảm họa. Đây là một phần của biến đổi khí hậu. Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa những việc cần làm để ứng phó biến đổi khí hậu, Tổng thống Nam Phi nói. Hiện tượng đó đang tấn công Nam Phi và năng lực quản lý thiên tai của chúng ta cần phải nâng lên cấp độ cao hơn. Dùng bà Firi sống tại Durban cho biết nhà anh đã bị cuốn trôi trong trận lũ. Tôi không biết bây giờ gia đình sẽ ngủ ở đâu, Firi cho biết. Don Naidu, mục sư cộng đồng ở thị trấn Nongkat, tỉnh KZN, cho biết ông thức suốt đêm do nước lũ dâng cao và chứng kiến cảnh trục vớt của chiếc ô tô khỏi sông với một thi thể bên trong. Thật đau thương, lần đầu tiên chúng tôi thấy nước sông dâng cao như vậy, ông chia sẻ. Mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực tại thành phố Durban chiều qua, cảnh báo lũ lụt cũng đã được ban hành cho tỉnh Eastern Cape lân cận. Thành phố cảng Durban từng chứng kiến cuộc bạo động cướp đi sinh mạng hơn 250 người vào tháng 7 năm 2021, đánh dấu tình trạng bất ổn tồi tệ nhất tại Nam Phi từ khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc. Các khu vực phía nam đất nước cũng phải đối mặt với khủng hoảng khí hậu, hứng chịu những trận mưa lũ ngày càng tồi tệ. Lũ lụt đã giết chết 140 người ở Nam Phi vào năm 1995. Lũ lớn ở Ấn Độ, Bangladesh, hàng chục người chết. Mưa lớn gây ra lũ lụt diện rộng ở Ấn Độ và nước láng giềng Bangladesh khiến hàng triệu người mắc kẹt và ít nhất 57 người chết. Hàng chục người đã thiệt mạng ở Ấn Độ trong tuần này do lũ lụt, lở đất và dông bão, theo giới chức ứng phó thiên tai địa phương. Tại bang Assam, giáp với Bangladesh, ít nhất 14 người chết vì lở đất và lũ lụt. Chính quyền Assam cho biết những trận mưa xối xả gây lũ lụt nhấn chìm các vùng đất nông nghiệp và làm hư hại hàng nghìn ngôi nhà. Hơn 850.000 người trong khoảng 3.200 ngôi làng đã bị ảnh hưởng. Gần 90.000 người đã được chuyển đến nơi trú ẩn khi mực nước các sông dâng cao và những vùng đất rộng lớn ở hầu hết các huyện vẫn bị nhấn chìm. Ở bang Bihar phía tây Assam, ít nhất 33 người đã thiệt mạng trong cơn dông bão, hơn 30 người bị thương, hàng trăm nghìn hecta hoa màu và hàng nghìn cây ăn quả bị phá hủy do các hình thái thời tiết trái mùa. Bihar cũng đã phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này với nhiệt độ lên đến 40 độ C. Tại Bangladesh, ít nhất 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lụt tồi tệ nhất ở đông bắc đất nước trong gần 2 thập kỷ. Musharraf Hossain, quan chức thành phố Sihet, cho biết ít nhất 100 ngôi làng ở Jakhajin đã bị ngập sâu khi nước lũ đổ về phía đông bắc Ấn Độ, làm vỡ bờ kè lớn trên sông Barak.
Cho đến nay, khoảng 2 triệu người đã mắc kẹt vì lũ lụt, ông nói. Ở Kajianin, người dân đánh cá trên những con đường ngập nước và một số người dắt gia súc đến các khu tránh lũ. Nhà tôi ở vùng nước sâu ngang thắt lưng, không có nước uống, chúng tôi đang thu gom nước mưa. Mưa lúc này vừa là may mắn vừa như lời nguyền, tài xế xe buýt Shamim Ahmed, 50 tuổi, cho hay. Toàn bộ đồ đạc trong nhà quá phụ Lalila Begum đã bị hư hại do nước lũ, nhưng cô và hai con gái vẫn ở lại, hy vọng nước sẽ rút đi trong 1 đến 2 ngày tới. Chúng tôi chồng hai chiếc giường lên nhau và ở trên đó, thực phẩm ngày càng khan hiếm, cô nói. Nước lũ đã tràn vào nhiều khu vực ở Sihet, thành phố lớn nhất phía đông bắc Bangladesh. Một quan chức khác cho biết khoảng 50.000 gia đình đã mất điện trong nhiều ngày. Theo ông Hossein, lũ lụt do cả mưa và dòng nước tràn qua biên giới từ Assam của Ấn Độ. Các quan chức cho biết bờ kè bị vỡ ở Kakizani chỉ có thể khắc phục khi mực nước giảm. Nhiều vùng của Bangladesh và các khu vực lân cận Ấn Độ có nguy cơ bị lũ lụt. Giới chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang làm tăng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp thế giới. Mưa lũ tấn công Sydney, Australia. Cư dân một số khu vực của Sydney được yêu cầu sơ tán khi thành phố hứng lượng mưa tương đương một tháng chỉ trong một ngày. Cục khí tượng Australia BOM hôm nay cảnh báo về tình trạng mưa lớn tại New South Wales, bang đông dân nhất nước này. Lũ quét được báo cáo khắp Sydney, thành phố 5 triệu dân. Cơ quan phản ứng khẩn cấp New South Wales, SES, cho biết họ nhận được 680 yêu cầu hỗ trợ và đã thực hiện 25 cuộc giải cứu trong vòng 24 giờ qua. Sydney đã ghi nhận lượng mưa 114mm trong ngày hôm qua. Cục khí tượng Australia cho biết lượng mưa trung bình tháng 7 của Sydney, theo các phép đo được thực hiện từ năm 1858 đến năm 2021, là 126,5mm. Hơn 5 triệu người dân Sydney được khuyến cáo hạn chế đi lại không cần thiết trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt tiếp tục đe dọa bờ đông này. Một viện dưỡng lão tại thành phố đã được sơ tán ngay trong đêm qua. Cư dân một số vùng ngoại ô phía Nam và Tây Nam của Sydney được yêu cầu rời đi để đảm bảo an toàn khi nước lũ dâng cao. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều phương tiện bị mắc kẹt giữa dòng nước, cây đổ và các mảnh vỡ trôi nổi. Trận lũ làm tê liệt hệ thống giao thông thành phố, nhiều tuyến đường buộc ngừng hoạt động để hỗ trợ công tác thoát lũ và ngăn chặn ô nhiễm. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Sydney đã ghi nhận lượng mưa 1.226,8mm, tương đương lượng mưa trung bình một năm là 1.213mm. Theo BOM, lượng mưa trong 24 giờ tại khu du lịch biển nổi tiếng Bondi, Sydney là khoảng 170mm tính đến 9 giờ sáng qua. Tuy nhiên, BOM cảnh báo đây chưa phải là thời điểm tồi tệ nhất. Sydney có thể hứng lượng mưa lên tới 180mm cho đến hết cuối tuần. Trận mưa lũ tấn công khu vực trung tâm và miền Nam bang New South Wales. Trong bối cảnh một số khu vực phía Bắc vẫn đang nỗ lực khắc phục thiệt hại từ hai trận lũ lớn được cho là có một trong 100 năm. Trong đó, thành phố Lismore và các thị trấn lân cận chịu thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản trên sông Richmond. Bờ đông Australia có đặc tính khí hậu nóng và khô, chịu ảnh hưởng từ hiện tượng thời tiết La Nina, lớp nước biển bề mặt lạnh đi một cách bất thường kéo theo nhiệt độ giảm dẫn đến tình trạng mưa lớn gia tăng. Trận mưa lũ này được cho là bằng chứng cho thấy dấu hiệu biến đổi khí hậu tại nước này. Thảm kịch Vargas, Venezuela, năm 1999. Tháng 12 năm 1999, thời tiết ẩm ướt bất thường dọc theo bờ biển phía bắc trung tâm Venezuela. Cơn bão đầu tiên và ít mạnh hơn vào tháng đó xảy ra từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 12 và gây ra lượng mưa 200mm trên bờ biển. Hai tuần sau, trong khoảng thời gian 52 giờ trong các ngày 14, 15 và 16 tháng 12 năm 1999, lượng mưa 91,1cm. Tổng lượng mưa trung bình khoảng một năm cho khu vực được đo trên bờ biển phía bắc trung tâm của Venezuela tại Xiamen, sân bay quốc tế Bolivar ở Maquiquetia, Venezuela. Những trận mưa lớn này bao gồm lượng tích lũy 7,2cm chỉ trong một giờ. Từ 6 đến 7 giờ sáng ngày 16, lượng mưa trong cả ngày 15 và 16 đều vượt quá sự kiện mưa xác suất 1.000 năm. Mặc dù vậy, bờ biển nhận được lượng mưa ít hơn nhiều so với một số vùng ở thượng nguồn. Cơn bão đột ngột và dữ dội này đặc biệt bất thường vì nó xảy ra vào tháng 12, trong khi mùa mưa điển hình ở ven biển Venezuela kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Những cơn mưa trái mùa này hình thành khi một mặt trận lạnh tương tác với dòng chảy phía Tây Nam ẩm ở Thái Bình Dương.
Sự tương tác này tạo ra lượng mưa vừa đến lớn bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 12 và lên đến đỉnh điểm vào sự kiện ngày 14 đến 16 tháng 12, gây ra lũ lụt chết người và dòng chảy mảnh vụn. Những trận mưa lớn tập trung xung quanh phần giữa thượng lưu của lưu vực San Julian, nơi cung cấp nước và trầm tích cho quạt Carabelada. Mưa lớn kéo dài trong vòng 8 km, khoảng 5 dặm từ bờ biển và giảm xuống ở phía Caracas của Cerro Envalila. Tỷ lệ mưa cũng giảm về phía tây, về phía Maquetia. Mưa lớn đã rơi vào tháng 12 năm 1999 dọc theo bờ biển phía bắc của trung tâm Venezuela, lên đến đỉnh điểm trong thời gian cực độ từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12. Bắt đầu từ khoảng 8 giờ tối theo giờ địa phương vào ngày 15 tháng 12, dòng chảy tràn vào các kênh và đổ xô về phía biển, vớt và lắng đọng trầm tích trên đường đi. Nói chung, sau đợt lũ đầu tiên này, từ bờ biển đến đỉnh Siria de Avila, những trận mưa này đã gây ra hàng ngàn vụ lở đất nông, làm trôi đất và đá khỏi cảnh quan và khiến chúng trượt xuống sườn núi. Nước bổ sung đã hóa lỏng những vết lở đất này thành các dòng chảy vụn là dòng chảy dạng hạt, trong đó nước trộn lẫn với nồng độ cao của đá và bùn. Các tài khoản nhân chứng đầu tiên về các dòng mảnh vỡ là từ 8 giờ 30 tối ngày 15 và các dòng mảnh vỡ cuối cùng được báo cáo từ 8 đến 9 giờ sáng ngày 16 tháng 12. Nhiều lưu vực giải phóng nhiều dòng chảy mảnh vụn. Một số dòng chảy mang theo những tảng đá lớn và thân cây lên các châu thổ xẻ quạt phù sa. Bắt đầu từ 7 giờ đến 9 giờ sáng ngày 16 và tiếp tục đến chiều hôm đó, một đợt lũ mới đã xảy ra. Những dòng nước lũ này ít tập trung trầm tích hơn và do đó có thể cuốn theo vật chất mới và tạo ra các kênh mới và dòng chảy lũ và cặn lắng từ những ngày trước. Các dòng chảy mảnh vụn di chuyển nhanh chóng và nhiều trong số chúng có tính hủy diệt cao. Dựa trên kích thước tối đa của các tảng đá được đo trong trầm tích lũ và lưu lượng dòng chảy ở bên ngoài, các khúc cua cao hơn ở bên trong, các nhà địa chất ước tính vận tốc dòng chảy dao động trong khoảng 3,3 đến 14,5 m một giây. Những dòng chảy đá cuội nhanh chóng này dẫn đến phần lớn sự phá hủy được quan sát thấy. Ngoài những dòng chảy vụ này, lũ quét mang theo lượng phù sa rất cao, rất nguy hiểm. Cùng với đó, lũ quét và dòng chảy mảnh vụn đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà, cầu và các công trình kiến trúc khác. Họ đào các kênh mới có độ sâu vài mét vào mọi châu thổ hình quạt phù sa trên đường bờ biển bang Vargas và họ phủ những chiếc quạt này bằng trầm tích. Trong số nhiều cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm họa, người hâm mộ Carabelada là một trong những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cường độ của thảm họa ở đây là sự kết hợp của hai yếu tố. Đầu tiên, fan hâm mộ Carabelada đã bị đô thị hóa mạnh với nhiều tòa nhà cao tầng và nhiều tầng. Thứ hai, nó nằm ở miệng của Quebrada San Julian và lưu vực này tạo ra những tảng đá rất lớn và một khu vực ngập nước lớn. Khoảng 1/3 quạt Carabelada đã bị ngập bởi dòng chảy mảnh vụn và toàn bộ quạt được xây dựng từ cặn bẩn trong quá khứ. Các trận lũ và dòng chảy mảnh vụn năm 1999 không theo kênh phía đông trên Carabelada. Kênh này được hình thành trong trận lụt năm 1951, đã được lót bằng bê tông và được thiết kế để vận chuyển các dòng chảy ra biển một cách an toàn. Thay vào đó, các dòng chảy mảnh vụn lấn át kênh và dòng chảy tràn qua bờ ở bất cứ nơi nào kênh đổi hướng. Sau khi không có cống, kênh nhanh chóng thu hút người hâm mộ và lan truyền các mảnh vỡ trong cộng đồng. Các dòng chảy tràn này đã phá hủy các ngôi nhà 2 tầng và phá hủy 2 tầng đầu tiên của các khu chung cư xa hơn phía dưới quạt. Các dòng mảnh vụn tự chảy xuống các con phố. Khi dòng chảy tiến triển, chúng để lại các lớp trầm tích ngày càng mỏng hơn, mặc dù chúng thường vẫn có độ dày vượt quá 1 mét. Sau một số cơn bão, kênh gần như đi theo đường lũ trước năm 1951. Các nhà địa chất của USGS ước tính khối lượng tiền gửi ít nhất là 1,8 triệu mét khối từ việc so sánh các bản quét địa hình hoặc 1,9 triệu mét khối từ các phép đo thực địa. Đây là một trong những mỏ dòng chảy đá vụn do mưa gây ra lớn nhất trong lịch sử được ghi lại, mặc dù dòng chảy đá vụn do núi lửa gây ra có thể lớn gấp 10 lần. Sự lắng đọng dưới đáy biển kéo dài đường bờ biển thêm 40 đến 60 mét, độ dày trầm tích từ 4 đến 5 mét, tối đa là 5,3 mét, gần tâm quạt đến khoảng 0,5 mét, gần đường bờ trước lũ.
kích thước tảng đá tối đa giảm về phía bờ biển do dốc của quạt giảm dần. Thảm họa gây ra thiệt hại ước tính từ 0,07 đến 3,5 tỷ đô la. Số người chết được coi là từ 10.000 đến 30.000. Con số thương vong chính xác rất khó xác định vì không có dữ liệu điều tra dân số đáng tin cậy từ khu vực vào thời điểm đó, đặc biệt là về các thị trấn tồi tàn và các cộng đồng nhỏ đã bị xóa sổ hoàn toàn. Hơn nữa, chỉ có khoảng 1.000 thi thể được vớt lên, số còn lại bị bùn cuốn trôi ra biển hoặc bị chôn vùi trong các trận lở đất. Hơn 8.000 ngôi nhà và 700 tòa nhà chung cư đã bị phá hủy ở Vagat, khiến 75.000 người phải di tản. Các trận lở bùn đã làm thay đổi đáng kể hơn 60 km đường bờ biển ở Vagat. Hơn 70% tổng dân số của bang Vagat bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Các dịch vụ công cộng như nước, điện, đường, dây điện thoại và giao thông đường bộ đã hoàn toàn biến mất ở một số nơi. Không có nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống trong nhiều tháng. Vì vậy, hầu hết dân số phải đi sơ tán, cướp bóc và sa thải xảy ra khắp nơi. Quân đội phải thực hiện thiết quân luật trong hơn một năm. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.